Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Việt Nam Net. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Sau khi vượt một chặng đường dài, tàn dư của bão Yagi không tan hẳn mà được cho là kết hợp với một áp thấp khác ở vịnh Bengal, lại mạnh lên và đã trở thành một vùng áp thấp mới. Theo đó, rạng sáng ngày 13 tháng 9, một vùng áp thấp nhiễu động được xác nhận tại vịnh Bengal của Ấn Độ Dương đã có ký hiệu là 93B theo trang Reuters, dựa trên thông tin từ Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp của Mỹ. Điều đáng nói là vùng áp thấp này được tạo ra một phần từ tàn dư của bão Yagi, tức là bão Yagi không hề tan hoàn toàn và nhanh chóng. Từ ngày 11 tháng 9, tàn dư yếu ớt của bão Yagi bắt đầu đi về phía bắc của Ấn Độ Dương, khiến cơ quan khí tượng Ấn Độ phải bắt đầu theo dõi nó. Bão Yagi sau khi gây thiệt hại nặng nề ở miền bắc nước ta thì dần suy yếu thành một áp thấp nhiệt đới. Nó tiếp tục đi về phía tây, gây mưa lớn, ngập lụt ở Lào, Thái Lan, Myanmar, nhưng vẫn chưa dừng lại. Tàn dư này băng qua Bangladesh. Và theo trang Hindustan Times của Ấn Độ, một số mô hình khí tượng cho rằng đường đi của nó giao với một vùng áp thấp ở vịnh Bengal gần bang Odisha của Ấn Độ, cũng đang đi về hướng Tây. Gió mang theo mưa của hai hệ thống này được nhận định là hội tụ hướng về phía Ấn Độ. Kết quả là ngày 13 tháng 9, vùng áp thấp 93B hình thành. Tuy nhiên, khi đến vịnh Bengal, tàn dư của bão Yagi đã không còn sức mạnh nên khả năng lớn là nó sẽ không gây nhiều hậu quả tại Ấn Độ. Mahesh Balawat, Phó Chủ tịch về Khí hậu và Khí tượng ở Công ty Dịch vụ Dự báo Thời tiết SkyMet Weather của Ấn Độ, cho rằng 93B sẽ chỉ là một vùng áp thấp, sẽ không mạnh. Nó có thể gây mưa lớn ở phía bắc Ấn Độ, nơi mà gió mùa đằng nào cũng đang hoạt động. Còn theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp, sức gió duy trì tối đa của áp thấp 93B hiện khoảng 30 km/h, chưa cần đưa ra cảnh báo gì. Với vị trí hiện tại và hướng đi dự báo của áp thấp 93B, có thể nói 93B không đến gần nước ta. Nó chỉ cho thấy một lần nữa rằng bão Yagi gây hậu quả lớn và trên diện rộng đến thế nào. Do ảnh hưởng của bão số 3 Yagi, miền Bắc Thái Lan hứng chịu lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng. Tờ Bangkok Post đưa tin ngày 11 tháng 9, mưa lớn dai dẳng đã khiến các con sông tràn bờ. Lũ lụt và lở đất nguy hiểm xảy ra ở phía Bắc. Ít nhất 6 người được xác nhận thiệt mạng, 6 người bị thương, hàng nghìn người bị ảnh hưởng, nhiều cộng đồng lâm vào cảnh khốn cùng. Mưa lớn xảy ra sau bão Yagi, cơn bão mạnh nhất châu Á trong năm nay. Bão Yagi gây tàn phá rộng khắp Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Ngày 11 tháng 9, Thủ tướng Thái Lan Sinawatra cho biết khoảng 9.000 hộ gia đình ở miền Bắc Thái Lan bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Hãng tin Reuters dẫn lời Thủ tướng Sinawatra phát biểu, nước lũ vẫn còn mạnh, tất cả các cơ quan đều chuẩn bị sẵn sàng vào cuộc ngay lập tức để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng. Tại tỉnh cực Bắc Chiang Rai đã xảy ra lũ lụt lớn ở các xã Mesai, Wampang Kham và Khoi Chang thuộc huyện Mesai. Nước lũ sâu khoảng 1 mét và chảy mạnh. Người dân ở các khu vực bị lũ lụt ảnh hưởng gần sông Sai, tràn bờ ở huyện Mesai được khuyên cáo chuẩn bị cho khả năng phải sơ tán. Tại vườn quốc gia Tham Luang Khun Nam Nang Nong cũng thuộc huyện Mesai, nước lũ đang tràn ra khỏi hang Tham Luang, nơi từng nổi tiếng khắp thế giới với chiến dịch cứu hộ đội bóng nhí mắc kẹt trong hang bị ngập lụt vào năm 2018. Tại huyện Mê Pha Luông, một ngôi nhà bị lở đất đánh sập, một cư dân thiệt mạng, hai người bị thương nặng và một người khác vẫn mất tích. Tại huyện Muông, sông Khốc tràn vào các cộng đồng lân cận. Cơ quan thủy lợi địa phương cho biết lưu lượng dòng chảy của sông Khốc đang ở mức cực kỳ cao, 1.000 mét khối mỗi giây do nước từ Myanmar tràn vào. Tại huyện Mê Chan, sông Chan và sông Kham Uyên đã tràn bờ. Đội cứu hộ được triển khai để giúp đỡ những người mắc kẹt trong nhà Chiang Rai. Nhiều cư dân kêu cứu trợ giúp đăng trên mạng xã hội hình ảnh về tình trạng ngập lụt tại nhà của họ. Tại huyện Meai của Chiang Mai, hai trận lở đất đã xảy ra tại Doi Lam vào hôm 11 tháng 9, khiến 6 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương. Người dân ở các huyện lân cận đã được cảnh báo về khả năng xảy ra lũ quét và nước chảy xiết. Chùa Wat Pasukaram ở huyện Mesai của Chiang Rai đang bị ngập. 38 người, bao gồm 4 nhà sư, 8 người mới xuất gia và các Phật tử bị mắc kẹt trong chùa. Những người sống xung quanh ngôi chùa cũng bị ảnh hưởng. Với nhiều cộng đồng bị cô lập do tắc đường và cơ sở hạ tầng bị ngập lụt, các quan chức địa phương đang kêu gọi mọi người giữ an toàn và tránh đi lại không cần thiết. Hậu quả của bão Yagi dự kiến sẽ có tác động lâu dài và các nỗ lực phục hồi có thể sẽ tiếp tục trong những tuần tới. Theo tin bão mới nhất, bão Bebinca ở bên trong khu vực dự báo PAR của Philippines chỉ trong một thời gian ngắn. Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí tượng Philippines cho hay, bão Bebinca đã đi vào khu vực dự báo PAR lúc 18 giờ ngày 13 tháng 9. Đây là cơn bão số 6 của Philippines trong năm 2024 và được đặt tên địa phương là bão Ferdie. Theo dự báo bão của Pagasa,
bão Bè Bình Ca chỉ ở lại PAR trong vài giờ. Tối ngày 13 tháng 9, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ tương đối nhanh là 13 km/h. Sức gió tối đa gần tâm bão mạnh 85 km/h, giật 105 km/h. Theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp Mỹ JTWC, Bè Bình Ca được dự đoán là sẽ di chuyển về phía đông bắc Okinawa, Nhật Bản vào cuối ngày 14 tháng 9, mạnh dần lên với sức gió mạnh nhất gần tâm bão 130 km/h, giật 157 km/h. Sau khi đi qua Okinawa, JTWC dự đoán bão sẽ suy yếu đi một chút trước khi tới miền đông Trung Quốc, cách Thượng Hải khoảng 88 km về phía nam vào sáng ngày 16 tháng 9. Bão Bè Bình Ca sẽ là cơn bão số 13 trong năm nay ở Trung Quốc, dự kiến đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang trong kỳ nghỉ Tết Trung Thu. Theo dự báo bão mới nhất từ Cục Khí tượng Chiết Giang, bão Bè Bình Ca sẽ đi vào biển Hoa Đông trước Trung Thu và sau đó tiếp cận bờ biển của tỉnh. Cường độ tối đa của bão có thể đạt đến mức bão dữ dội. Cơ quan kiểm soát lũ lụt, bão và hạn hán của tỉnh Chiết Giang đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp bão trên biển vào 16 giờ ngày 12 tháng 9 và điều chỉnh lên cấp độ 4 vào trưa ngày 13 tháng 9. Trang Pha, nhân viên cơ quan kiểm soát lũ lụt, bão và hạn hán của Chiết Giang cho biết, cơn bão sẽ đi qua quần đảo Ryukyu, Nhật Bản và tiến vào biển Hoa Đông vào đêm 14 tháng 9. Bão dự kiến đổ bộ vào Chiết Giang từ đêm 15 đến sáng sớm 16 tháng 9. Hiện tại, nhiệt độ bề mặt nước biển ở biển Hoa Đông tương đối cao. Điều này sẽ làm cho cơn bão mạnh lên. Do ảnh hưởng của bão, dự kiến sẽ có mưa lớn ở một số khu vực phía Bắc Chiết Giang từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 9, chung với kỳ nghỉ Tết Trung Thu. Bè Bình Ca là cơn bão mùa thu điển hình, có thể đặc biệt dữ dội. Siêu bão Yagi gần đây đã đổ bộ 4 lần và là cơn bão mùa thu mạnh nhất đổ bộ vào Trung Quốc kể từ khi có hồ sơ khí tượng. Yagi duy trì trạng thái siêu bão trong vòng 64 giờ, gây ra gió giật và mưa lớn tàn phá trên diện rộng khắp miền Nam Trung Quốc. Bão Yagi hay bão số 3 sau đó đổ bộ vào các tỉnh miền Bắc Việt Nam, gây ảnh hưởng nghiêm trọng về người và tài sản. Theo tin bão mới nhất của Bloomberg, bão Bè Bình Ca dự kiến đổ bộ vào bờ biển phía đông Trung Quốc vào sáng sớm ngày 16 tháng 9, đe dọa gây ra mưa lớn và có thể làm gián đoạn các nhà máy lọc dầu, các kho cảng LNG và làm tê liệt giao thông ở Trung Quốc. Ở Trung Quốc, bão Bè Bình Ca được gọi là Baby Cha. Bão Bè Bình Ca hiện cách bờ biển Trung Quốc hơn 1.000 km. Đợt đổ bộ của cơn bão mới nhất ở Đại Tây Dương diễn ra ngay sau khi siêu bão Yagi cướp đi nhiều sinh mạng và gây ra thiệt hại lớn trong khu vực. Trong đó đảo Hải Nam và khu vực phía Nam Trung Quốc cùng với miền Bắc Việt Nam. Cơn bão Bè Bình Ca cũng xuất hiện vào thời điểm Trung Quốc chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ Trung Thu kéo dài 3 ngày, bắt đầu từ 15 tháng 9. Thời tiết khắc nghiệt có khả năng làm gián đoạn việc đi lại, ảnh hưởng đến tiêu thụ ở Trung Quốc. Mới đây, ông Võ Văn Hòa, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, nhiều tỉnh, thành phố ở miền Bắc tiếp tục có khả năng bị ngập úng kéo dài trong 2-3 ngày tới do tác động của lũ dâng cao và mưa lớn kéo dài. Tại Hà Nội, diễn biến lũ lụt còn phức tạp. Vào 11 giờ sáng ngày 11 tháng 9, lũ trên sông Hồng đạt 11,1 m, cách báo động 3 còn 40 cm, là mức lũ lớn nhất trong 20 năm qua. Mưa lớn vẫn tiếp tục từ nay đến ngày 12 tháng 9. Lũ sông Hồng trên báo động 2, các sông nội tỉnh lên trên báo động 3. Tình trạng ngập úng diện rộng dự báo kéo dài tại khu vực ven sông, ven đê các huyện ngoại thành và quận Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Ba Đình và Long Biên. Khu vực nội thành có khả năng ngập lụt cục bộ. Tại các sông nội tỉnh như sông Bùi, sông Tích, sông Cà Lồ, nước lũ đang rất cao, trên báo động 3, gây nước dâng tràn vào một số khu vực nội đô. Ông Hòa lưu ý, dự báo biến động lũ trên các sông sẽ phụ thuộc vào các hồ chứa xả nước và diễn biến mưa lớn, cần cập nhật các bản tin liên tục và mới nhất. Về ngập úng ở Hà Nội, ông Hòa cho biết, với xu thế lũ lên và mưa lớn còn kéo dài, ngập lụt tại khu vực ven đê các quận Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Ba Đình và Long Biên còn tiếp tục trong ít nhất 2-3 ngày tới. Tại các huyện thị xã Chương Mỹ, Ứng Hòa, Phúc Thọ, Sơn Tây, Mỹ Đức, Thanh Trì, Hoài Đức, Gia Lâm, Đông Anh và quận Hà Đông, trong 2-3 ngày tới tiếp tục có ngập lụt cục bộ do lũ trên các sông nhỏ nội tỉnh tăng lên. Riêng tại điểm nóng Chương Mỹ, theo ông Hòa, ngập lụt sâu có khả năng kéo dài do việc thoát nước bị ảnh hưởng bởi lũ lớn trên các sông chính. Ông Hòa thông tin thêm, tại Thái Nguyên, khu vực thành phố và các huyện Phổ Yên, Phú Bình vẫn có nguy cơ ngập lụt kéo dài thêm 1-2 ngày tới. Đồng thời cho biết, trong suốt lịch sử kể từ khi có dữ liệu quan trắc, đây là lần đầu tiên Thái Nguyên ghi nhận lũ lụt nghiêm trọng như vậy. Tại Bắc Giang, ông Hòa lưu ý các xã giáp danh với sông Thương, sông Cầu tại huyện Lục Nam, Yên Dũng, Hiệp Hòa
vẫn ngập lụt kéo dài, do mực nước sông Thương, sông Cầu vẫn tiếp tục lên, duy trì trên mức báo động 3, sau đó biến đổi chậm. Lũ lụt tại Bắc Giang năm nay, theo ông Hòa, tương đương với lũ lụt ghi nhận vào năm 2008 và năm 1986, từng gây ra ngập úng kéo dài và thiệt hại rất lớn về kinh tế xã hội. Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ sáng ngày 11 tháng 9, vùng mưa lớn chuyển dịch trọng tâm từ vùng núi Trung Du sang đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Đông Bắc và Bắc Trung Bộ. Do mưa lớn kéo dài, lũ trên thượng nguồn biến đổi chậm, nên từ ngày 11 tháng 9 đến sáng ngày 12 tháng 9, mực nước tại các trạm hạ lưu, hệ thống sông Hồng, Thái Bình tiếp tục lên mức báo động 3 và trên mức báo động 3, gây ngập lụt diện rộng và nghiêm trọng tại các vùng trũng thấp ven sông, bãi bồi ngoài đê chính tại Hà Nam, Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Ninh Bình. Ông Khiêm cho biết, khả năng ngập úng tại các khu vực trên có thể kéo dài ít nhất từ 2 đến 3 ngày tới. Miền Bắc đang trải qua đợt mưa lũ tồi tệ trong lịch sử do ảnh hưởng của cơn bão Yagi, sau đó là liên tiếp các hình thái gây mưa như giải hội tụ nhiệt đới, xoáy thấp hình thành trên đất liền. Mực nước trên sông Thao tại Yên Bái đã bỏ xa mức kỷ lục năm 1968. Mực nước trên sông Cầu cũng phá vỡ kỷ lục năm 1959. Dự báo do tình hình thời tiết xấu, mưa lũ vẫn diễn biến phức tạp trong 2 đến 3 ngày tới ở miền Bắc. Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ cho biết, mực nước sông Hồng tiếp tục biến đổi chậm sau xuống. 17 giờ ngày 11 tháng 9 trên sông Hồng tại Hà Nội là 11,25m, dưới báo động 3 là 0,25m. 19 giờ ngày 11 tháng 9 trên sông Hồng tại Hà Nội là 11,35m, dưới báo động 3 là 0,15m. 1 giờ ngày 12 tháng 9 trên sông Hồng tại Hà Nội là 11,3m, dưới báo động 3 là 0,2m. 7 giờ ngày 12 tháng 9 trên sông Hồng tại Hà Nội là 11,25m, dưới báo động 3 là 0,25m. Mực nước sông Đuống cũng tiếp tục biến đổi chậm sau xuống. 17 giờ ngày 11 tháng 9, trên sông Đuống tại Thượng Cát là 10,58m, dưới báo động 3 là 0,42m. 19 giờ ngày 11 tháng 9, trên sông Đuống tại Thượng Cát là 10,6m, dưới báo động 3 là 0,4m. 1 giờ ngày 12 tháng 9, trên sông Đuống tại Thượng Cát là 10,6m, dưới báo động 3 là 0,4m. 7 giờ ngày 12 tháng 9 trên sông Đuống tại Thượng Cát là 10,55m, dưới báo động 3 là 0,45m. Lũ trên sông ở mức cao gây ngập lụt vùng trũng thấp, các bãi nổi giữa sông, vùng ven sông, sạt và sói lở đất bờ bãi ven sông, nguy cơ mất an toàn đối với các tuyến đê thuộc các quận huyện Bắc Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Đan Phượng, Phúc Thọ, Sơn Tây, Thanh Trì, Gia Lâm, Long Biên, Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Đông Anh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 3. Đài khí tượng thủy văn cũng dự báo mực nước trong các sông đang ở mức cao. Mực nước lũ gây ngập lụt sâu, ngập lụt vùng ven sông, vùng trũng thấp diện rộng ở các khu vực sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và nhiều vùng dân cư của địa phương có thể gây nguy hiểm cho đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân, đe dọa đến tính mạng và tài sản của nhân dân, ảnh hưởng an toàn các tuyến đê, nguy cơ sạt lở và sói lở đất trên ven sông. Đến 12 giờ trưa ngày 11 tháng 9, mực nước sông Hồng tại thủ đô Hà Nội đã vượt mức báo động 2 là 62cm, đã gây thêm ngập lụt tại nhiều khu vực dân cư ven sông, cùng với đó là các tuyến đê thuộc các quận huyện như Bắc Từ Liêm, Đan Phượng, Phúc Thọ, Sơn Tây cũng đang phải đối mặt với nguy cơ mất an toàn. Các cửa khẩu đê sông Hồng tại quận Bắc Từ Liêm được lực lượng chức năng ứng trực 24/24 giờ, tập kết phương tiện để sẵn sàng hàn khẩu đê tại khu vực bến Phà Chèm, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm. Một khu vực dân cư của xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng mênh mông trong biển nước. Người dân xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng di dời tài sản lên khu vực địa hình cao. Nước sông Hồng dâng cao gây ngập hết vùng đất bãi trồng cây ăn quả và trang trại chăn nuôi của người dân xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng. Người dân xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng hiện đang cố gắng đưa tài sản vào khu vực đê sông Hồng. Cửa khẩu đê sông Hồng tại phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm đã được các lực lượng chức năng hàn khẩu. Xã Thọ An, huyện Đan Phượng cũng trong cảnh ngập lụt, người dân chuyển vật nuôi khỏi vùng ngập cũng như di chuyển về vùng cao hơn. Mực nước sông Hồng lên cao khiến nhiều khu vực dân cư ven sông ngập lụt diện rộng. Nhiều diện tích hoa màu của nhân dân xã Trung Châu, huyện Đan Phượng chìm trong biển nước. Nước sông Hồng dâng lên tràn qua con đường nối giữa hai xã Thọ An và Thọ Xuân của huyện Đan Phượng. Mưa tiếp tục diễn ra trên diện rộng, mực nước các sông lên cao tại nhiều địa phương trên địa bàn Hà Nội. Lũ trên sông Hồng, đoạn chảy qua quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội lên nhanh, khiến khu dân cư ven sông ngập sâu. Nhiều ngôi nhà tại phường Trương Dương, khu vực ven sông ngập nặng, người dân phải dùng thuyền để di chuyển. Tại đường Trương Dương Độ,
có những đoạn ngập hơn 1 mét, rác thải trôi đầy đường. Sông Tích tại huyện Thạch Thất, nước dâng cao đã tràn đê, sông đáy nước tiếp tục dâng cao tràn vào nhà các hộ dân ở thôn 1, xã Phù Lưu Tế. Người dân đã chủ động di dời tài sản đến vị trí cao hơn. Tình trạng tràn bờ bao xảy ra ở các đoạn Gò Xui Bồ Nành, xã Cần Kiệm, Cửa Đình, xã Yên Lạc, Cần Kiệm, xã Phú Lễ, huyện Thạch Thất. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện Quốc Oai, Thạch Thất cho biết, mực nước sông Tích lên cao, xã Kim Quan, huyện Thạch Thất đã đạt trên báo động 3. Lực lượng chức năng ghi nhận một số vị trí bị tràn đê bao, đê bối như Khoang Ông, Đồng Mạ và các xã Cấn Hữu, Tuyết Nghĩa, Minh Khai. Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong đêm 11 tháng 9, lũ trên sông Hồng tại Hà Nội biến đổi chậm, mực nước trên mức báo động 2 từ 10,5m đến dưới báo động 3, 11,5m. Từ ngày 12 tháng 9, lũ tại đây tiếp tục biến đổi chậm, dao động ở mức báo động 2. Do lũ lên cao và duy trì, tình trạng ngập úng diện rộng tại khu vực ven sông ngoài đê bao các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ, Bắc Từ Liêm và Long Biên vẫn tiếp tục trong 2-3 ngày tới. Các sông khác ở Hà Nội như sông Tích, sông Cà Lồ, sông Bùi cũng đạt đỉnh trong tối 11 tháng 9 với mực nước trên báo động 3. Dự báo trong ngày 12 tháng 9, lũ tại các dòng sông này biến đổi chậm và duy trì ở mức rất cao. Tình trạng ngập úng còn kéo dài trong 2-3 ngày tới tại các quận, huyện Chương Mỹ, Ứng Hòa, Phúc Thọ, Sơn Tây, Mỹ Đức, Thanh Trì, Hoài Đức, Gia Lâm, Đông Anh và Hà Đông. Tại hạ du đồng bằng Bắc Bộ, tình hình mưa lũ còn diễn biến rất phức tạp. Đến 19 giờ tối ngày 11 tháng 9, lũ trên sông Thái Bình đã vượt qua báo động 3 là 0,13m. Dự báo do mưa lớn tiếp tục trong đêm 11 tháng 9 và ngày 12 tháng 9, lũ trên sông Thái Bình tiếp tục lên trên mức báo động 3. Sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam, sông Hoàng Long trong đêm 11 tháng 9 và ngày 12 tháng 9 biến đổi chậm, vẫn trên mức báo động 3. Vì vậy, tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại vùng trũng thấp, ngoài đê bao các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam và Nam Định còn kéo dài trong vòng 2-3 ngày tới. Trên thượng lưu các dòng sông, lũ đang giảm dần. Sông Thao trên địa phận Yên Bái trong đêm 11 tháng 9 xuống dưới báo động 2, ngày 12 tháng 9 xuống dưới báo động 1. Mực nước sông Lô cũng đang giảm dần xuống dưới báo động 3 trong đêm 11 tháng 9 và dưới báo động 2 trong ngày 12 tháng 9. Tình trạng ngập lụt tại Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Giang, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hòa Bình có thể giảm dần. Tuy nhiên, nguy cơ sạt lở đất vẫn rất cao ở khu vực này. Chi tiết thông tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất theo thời gian thực được Tổng cục Khí tượng Thủy văn cung cấp tại địa chỉ luquetsatlo.nchmf.gov.vn và các bản tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất. Thưa quý vị, chỉ sau một đêm, nước sông Bùi tràn vào khu vực làng xóm nội đồng với tốc độ rất nhanh. Nhiều xã trong huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội như Nam Phương Tiến, Tân Tiến và Hoàng Văn Thụ lại chìm trong biển nước. Cụ thể, nước lũ lên nhanh khiến đê sông Bùi 2 bị tràn, nước chảy như thác vào nhà dân thuộc các thôn Nhân Lý, Nam Hải, Hạnh Bồ. Nhiều tuyến đường liên thôn xã đang chìm trong nước, nhiều nơi nước ngập tới mái nhà. Trên tuyến đường liên xã có đoạn ngập sâu nửa mét. Dọc đường các thôn, người dân chỉ có thể di chuyển bằng thuyền. Nhiều ngôi nhà nước ngập mái tầng 1, điện lưới trên địa bàn bị ngập đã bị cắt. Mực nước ngập tại khu vực đường đê sát sông Bùi khoảng 50-70cm tùy theo khu vực. Nước vẫn tiếp tục chảy rất mạnh và xiết. Khu vực đường làng tại thôn xóm thuộc xã Tân Tiến khoảng hơn 1-1,5m. Còn tại các khu vực cánh đồng có nơi ngập sâu tới khoảng 3,5-4m. Đây là lần thứ hai chỉ trong vòng hơn một tháng người dân tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội phải chịu cảnh ngập lụt diện rộng. Theo người dân phản ánh, lần ngập lụt này nước đã dâng cao hơn rất nhiều so với lần ngập cách đây hơn một tháng. Thậm chí đây có thể là đợt ngập lụt sâu nhất trong lịch sử tại đây. Gia đình của anh Nguyễn Trọng Lợi, người dân tại khu vực rốn lũ Chương Mỹ, cũng là một trong những hộ gia đình xây nền nhà rất cao để tránh lũ. Anh Lợi cho biết, nền nhà anh cao hơn so với mặt đường khoảng 1 mét. Nhưng sau một đêm thức dậy, nước cũng đã tràn vào tận trong nhà anh khoảng 10-15cm. Nước lũ chảy vào làng xóm, các khu vực nội đồng quá nhanh, khiến nhiều người dân cũng không kịp trở tay. Trong sáng ngày 11 tháng 9, nhiều gia đình vẫn còn đang loay hoay chạy lũ, sơ tán các loài gia súc gia cầm. Bà Hồ Thị Định, 63 tuổi, ở xã Tân Tiến cho biết,
Trong đợt lũ này, gia đình đã kịp di chuyển tài sản vật nuôi đến nơi an toàn. Tuy nhiên, bà lo lắng về điều kiện sinh hoạt trong những ngày tới, nhất là thiếu nước sạch. Anh Nguyễn Trung Kiên, thôn Nhân Lý, xã Nam Phương Tiến cho biết, ngày 11 tháng 9, đê sông Bùi 1 và đê sông Bùi 2 bị ngập gần như toàn tuyến. Đây là lần thứ hai trong năm nay, xã Nam Phương Tiến bị cô lập bởi nước lũ. Anh Nguyễn Trung Kiên nói, cách đây hơn một tháng, nước lũ tràn về, gà vịt gần như chết sạch. Người dân chưa khắc phục được hậu quả, thì lần này nước lũ lại ập về. Nước dâng cao hơn khiến cuộc sống của người dân càng thêm khốn khổ. Chỉ sau một đêm, nước dâng tràn bờ đê khiến nhiều xã ở huyện Chương Mỹ lại chìm trong biển nước. Các tuyến đường giao thông nội đồng đã bị ngập hết, các phương tiện rất khó di chuyển. Những chiếc thuyền thúng đã được người dân sử dụng trở lại làm phương tiện chính. Nhiều khu vực cổng làng, đầu các ngõ xóm đã trở thành những bến thuyền. Một số người dân vẫn cố sử dụng những phương tiện như ô tô, xe máy đi vào những tuyến đường bị lũ, dẫn đến tình trạng chết máy hoặc mắc kẹt ở lại. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, tính đến 7 giờ sáng ngày 11 tháng 9, có 4 thôn xóm bị ngập, trong đó có 716 hộ với 3.478 nhân khẩu. Ủy ban Nhân dân xã Nam Phương Tiến đã bố trí đặt 30 biển cảnh báo, rào chắn tại các tuyến đường và khu vực bị ngập, phân công lực lượng công an bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở các thôn trong xã thường xuyên tuần tra canh gác, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự an toàn cho người dân. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân xã Nam Phương Tiến cũng đặt 10 téc nước ở 4 thôn Nhân Lý, Nam Hải, Hạnh Bồ, Hạnh Côn để người dân có nước sạch dùng. Nước sông Bùi ở huyện Chương Mỹ lên báo động 3 và chưa có dấu hiệu dừng lại. Hiện nước lũ vẫn tiếp tục dâng cao hơn khoảng 3-5cm so với thời điểm trưa ngày 11 tháng 9, gây ảnh hưởng rất nhiều tới đời sống của người dân tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của Báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!